Cùng với các quận huyện khác, thời gian này, quận Liên Chiểu đang tập trung nguồn lực cho chiến dịch cao điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh để chuẩn bị bước vào năm học mới. Đây là điểm tiêm chủng tại trường trung học cơ sở Nguyễn Lương Bằng, được quận Liên Chiểu thiết lập để phục vụ việc tiêm phòng COVID-19 cho học sinh các cấp trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động từ ngành giáo dục và hệ thống chính trị của địa phương, đông đảo phụ huynh đã nhận thức được lợi ích của việc tiêm chủng nên đưa con em đến tiêm để chuẩn bị tự trường. Cái này là cũng giữ sức khỏe cho cộng đồng. Cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa là cái dịch bệnh lan truyền quá nhanh và hầu khắp thế giới, Việt Nam chúng ta nói riêng và cả thế giới nói chung. Thì bản thân tôi đã tiêm mũi 4 rồi. Còn bây giờ là cháu nhỏ đây thì đang bước vào lớp 6, cho nên tôi dẫn cháu đi tiêm để chuẩn bị vào năm học được an toàn và khỏe mạnh hơn. Thống kê cho thấy, toàn quận Liên Chiểu có gần 27.000 học sinh phổ thông. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã phát động trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành công tác tiêm chủng trong giai đoạn cao điểm nhằm bảo đảm học sinh và cán bộ, giáo viên, công nhân viên đủ điều kiện được tiêm chủng đầy đủ trước khi bước vào năm học mới. Ngoài điểm tiêm tại cơ sở y tế, thì quận thiết lập 6 điểm tiêm chủng tại các trường học trên địa bàn 5 phường, trong đó riêng phường Hòa Minh có 2 điểm. Là phòng giáo dục, phòng y tế và trung tâm y tế đã xây dựng kịch bản là tiêm cho các trẻ tại các trường học, điểm tiêm tại các trường học. Và cũng trong các điểm tiêm thì bố trí các cái trò chơi, cùng đó là những bánh kẹo để các cháu tới các cảm giác thoải mái nhất để mà tiến hành tiêm chủng cho các cháu. Bên cạnh đó thì chính quyền địa phương cũng vào cuộc trong việc là vận động, tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân hơn nữa đối với cái việc tiêm chủng cho các cháu. Trung tâm y tế quận Liên Chiểu bố trí mô hình tiêm chủng theo đầy đủ. Thứ nhất, khai báo y tế đúng đối tượng mà được tiêm. Với thứ hai, đo thân nhiệt. Với thứ ba, khám sàng lọc. Với thứ tư, sau khi tiêm phải theo dõi. Ngoài vấn đề bắt có đội ngũ bác sĩ theo dõi sau khi tiêm và còn thêm bác sĩ của bệnh viện Ung Bướu là bệnh viện Ung Bướu là cấp cứu sau tiêm, nếu khi mà có sức khỏe của sau khi tiêm mà có vấn đề trục trặc về sức khỏe của bé thì bác sĩ Ung Bướu sẽ trực tiếp xử lý. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên đến nay tỷ lệ tiêm chủng phòng COVID-19 cho các lứa tuổi học sinh tại quận Liên Chiểu cao hơn mức bình quân chung của toàn thành phố. Cụ thể, tỷ lệ mũi 1 ở lứa tuổi từ 5 cho đến dưới 12 tuổi đạt hơn 55%, tỷ lệ mũi 2 là gần 20%, tỷ lệ mũi nhắc lại ở lứa tuổi từ 12 cho đến dưới 18 tuổi cũng đã đạt gần 26%.